nhằm giữ sạch những khu vực, địa bàn không có ca mắc COVID-19. Việc thiết lập các vùng xanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong những ngày gần đây nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân. Công tác chốt chặn kiểm soát vùng xanh thu hút sự tham gia đông đảo của lực lượng cơ sở, từ ban công tác mặt trận đến tổ trưởng tổ dân phố. Tất cả đều chung một quyết tâm đẩy lùi đại dịch, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là một trong số các vùng xanh được thiết lập trên địa bàn phường Nam Dương, quận Hải Châu. Theo ca trực được phân công, ông Lê Dũng Thu, tổ trưởng tổ dân phố số 10 có mặt tại chốt đúng giờ quy định để giám sát người dân ra vào địa bàn. Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn cho vùng xanh tránh sự lây nhiễm của COVID-19, ông Thu luôn nhắc nhở bà con tuân thủ đúng quy định phòng dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Chúng tôi thực hiện chốt này để kiểm soát những người dân đi ra vào, đi ra là phải có giấy, đi chợ là phải giấy đúng ngày, và đi làm thì có giấy là coi như là xác nhận của doanh nghiệp và chấp thuận của là chính quyền địa phương. Khi hàng hóa tới thì chúng tôi là coi như là cho để nguồn này và đồng thời có người bó cho những hộ dân trong đó ra để nhận. Là thành viên tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn phường Nam Dương, ông Nguyễn Hữu Phúc cũng đăng ký tham gia chốt trực vùng xanh với mong muốn san sẻ và giảm tải áp lực cho lực lượng chức năng. Theo tôi nghĩ thì công việc phòng chống dịch này là toàn dân, ai cũng phải tham gia hết để mà hạn chế được cái dịch bệnh lây lan trong cộng đồng cũng như cả đất nước. Thì tất cả các lực lượng tham gia từ địa phương cho đến tổ dân phố, mọi người dân chấp hành rất là tốt. Không chỉ riêng địa bàn Hải Châu, hiện quận Thanh Khê cũng đã thiết lập nhiều vùng xanh nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Tại phường Thanh Khê Tây, với 7 vùng xanh được triển khai tại các kiệt hẻm và các tuyến đường huyết mạch, lực lượng cơ sở từ ban công tác mặt trận đến bảo vệ dân phố đã tham gia trực chốt với tinh thần trách nhiệm cao độ. Nhiệm vụ của chúng tôi là đặt ra là thứ nhất là hạn chế bà con vô ra, không cho những người mà không phải của vùng dân cư mình vào để ngăn chặn không cho COVID xâm nhập vào. Thành phần đây là gồm có lực lượng an ninh cơ sở cốt cán. Bên cạnh đó là có nhân dân, có những nhân dân tự nguyện người ta là coi như là xin vào tham gia để mà đóng góp trong cái công việc này. Và chúng tôi chia thêm đầu người và lực lượng luôn luôn là một ca như vậy có 4 người. Để chúng ta có thể là trong công việc làm có những cái việc xảy ra chúng ta cần phải là giải quyết bên cạnh, cần những cái mà chúng ta liên hệ. Cho nên là chúng tôi chia làm 3 ca, là một ca như vậy là đó từ 6 giờ sáng cho đến 20 giờ đêm. Huy động tối đa lực lượng cơ sở tham gia bảo vệ, giữ vững an toàn vùng xanh được xem là giải pháp hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Bởi hơn ai hết, đây chính là lực lượng nắm rõ địa bàn, dân cư, vì vậy sẽ kiểm soát chặt chẽ tình hình. Mỗi người vừa là giám sát viên cũng vừa là tuyên truyền viên để nâng cao ý thức phòng dịch cho nhân dân.